11 tháng 11 anh em đã chuẩn bị săn sale chưa hả? Cùng Duyên tham khảo cái dòng máy đến từ thương hiệu Detone có chương trình giảm giá và săn sale trong một trong những chương trình giảm giá lớn nhất năm 11 tháng 11 nha anh em ha. Và đây là trọn bộ mà con máy mà mình sắp sửa sẽ giới thiệu cho anh em. Đó chính là con máy Sipulong 380 N, gồm có hai pin, một sạc và có một cái túi như thế này mà giá rẻ bất ngờ luôn. Anh em đón xem khả năng giá như thế nào sau đây để cùng nhau tham khảo con máy trước ra anh em ha. Wow. Và đây trên tay Duy đang có là con máy Sipulong 380 N, mã của nó là D20IVK380NCB nha anh em ha. Và dòng này là một trong những dòng máy Sipulong có khả năng làm việc cực đại lên tới 380 N nha anh em ha. Với những cấp độ làm việc cải tiến, dòng này là dòng máy Sipulong không chổi than, được anh em thợ rất là tin tưởng và sử dụng. Và thời gian vừa qua thì nhiều anh em cũng mong muốn mà mua với dòng sản phẩm này á, với mức giá rẻ nhất, thì hôm nay Detone mang lại cho anh em giá cực kỳ rẻ nha. Đó, cực kỳ rẻ luôn. Và nói sơ về dòng compact design này với anh em, cho anh em mình có thể dễ dàng đầu tư nha. Lực siết tối đa của máy này là lên tới 380 N. Với ba cấp độ làm việc anh em có thể thấy lên đây ạ. Có ba cấp độ ở đây nha anh em ha. Và có thể tùy chỉnh từng cấp độ khác nhau. Cấp độ nhẹ nè anh em. Và mạnh nhất. Đó, ba cấp độ như thế này. Khi mà anh em mình để ở chế độ mở ra. Mở một cái chế độ tự ngắt lực ha. Đây là những cái chế độ cơ bản của dòng sản phẩm Detone này ha. 380 N. Và dòng này anh em mình có thể ứng dụng trong các ngành như là sửa chữa xe máy, thợ máy, và anh em có thể sử dụng gia đình một cách hoàn hảo luôn nha anh em ha. Với dòng này thì anh em mình có thể kết hợp sử dụng pin của The World. Nếu anh em mà đã có cái những sản phẩm của The World rồi thì có thể mua cái body này về để sử dụng cho pin của mình được một cách hợp lý. Nhưng hôm nay với một mức giá cực kỳ sốc, anh em có chỉ bỏ ra số tiền rất là rẻ mà đã sở hữu hai pin nha anh em ha. Hai pin như thế này đây ạ. Vỏ của nó là vỏ pin chống cháy nha anh em ha, vỏ pin chống cháy đó, rất là xịn sò. Và hai cục pin như thế này anh em mình có thể làm việc rất là nhiều việc rồi, chứ không cần tới nhiều viên pin khác nhau ha, mà giá cực kỳ rẻ rồi đấy. Thì hôm nay á, nhân dịp sale 11 tháng 11 thì hãng có tặng riêng cho anh em thêm một cục sạc và một cái túi để đựng sản phẩm như thế này. Anh em mình chỉ cần để vào như thế này là có thể sử dụng một cách hợp lý và rất là gọn rồi anh em ha. Đã, cái túi này không là giá bán lẻ 150 ngàn đó anh em, còn cục sạc là 250, anh em mình đã có được giảm ngay tới 400 ngàn đối với một combo như thế này thì rất là rẻ. Mà nguyên combo như thế này anh em biết giá bao nhiêu không? Chỉ có 1.990.000, chưa tới 2 triệu anh em đã sở hữu ngay một combo bu lông như thế này, thấy xứng đáng không anh em? Quá đã với một sản phẩm mà thương hiệu đã lâu nay được anh em tin dùng rất là nhiều rồi, mà có khi kết hợp được với những cái dòng sản phẩm mà anh em mình cùng với hệ chân pin D20 này nha. Đó, với bộ này thì anh em mình có thể dễ dàng mua tại Máy Hóc Nam qua hai địa chỉ: 1095 quốc lộ 1A, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân nha anh em ha. Nhanh tay chốt đơn với Máy Hóc Nam, hoặc là có thể liên hệ qua số hotline phía trên nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh nha. Bên mình còn 3 sản phẩm cần sale trong 11 cái bộ này. Nhanh nha anh em ha.